Ông còn muốn làm khổ mẹ con tôi tới bao giờ nữa? Ông nói đi. Có phải ông muốn nhìn mẹ con tôi chết ông mới vừa lòng? Ngọc Anh à, bà chỉ có một mình con, làm sao bà không thương con được chứ? Thú thật chỉ còn một điều, bà về đây là để muốn được gần con nhiều hơn thôi. Tôi không cần. Tôi đã không có tình thương của người cha từ lâu rồi. Vì tôi không có người cha giàu có nên bây giờ thân phận của tôi là lấy chồng người khác. Ngọc Anh, bà đã tìm hiểu được ít nhiều. Tại vì ai mà gia đình mình lại tan nát như vậy? Ba lại lao vô cờ bạc không thể nào dứt ra được. Cũng tại ai? Chỉ có thằng Hải và thằng Quân, nó gài ba. Bây giờ nó lại ăn hiếp con gái của ba. Món nợ này nhất định ba sẽ đòi lại hai thằng nó. Ông đang nói cái gì vậy? Ông Hải với ông Quân gài ông? Gài chuyện gì? Nói như vậy mẹ của con vẫn không kể cho con biết những gì mà ba đã nói với bà hay sao? Mà chuyện gì chứ? Đúng là con mẹ này nham hiểm mà. Bà tính ém nhẹm cái chuyện này để cho con càng ngày càng hận ba nhiều hơn, để bà bưng bít tội lỗi cho thằng Quân mà thôi. Ngày trước ba đã trúng bẫy của tụi nó rồi, bây giờ ba nhất định không để cho con gái của tụi nó đè đầu cởi cổ con gái của ba đâu. Ba sẽ chiếm lại tất cả những gì vốn thuộc về của con. Tôi tưởng bà khóc ở trên đã rồi, mọi chuyện đã qua rồi, không ngờ bà xuống đây ủ rũ khóc tiếp. Bà muốn chống đối tôi hả? Sao hả? Từ trước tới giờ bà đâu có như vậy. Con gái bà nó xúi bà như vậy đúng không? Ông đừng có đổ lỗi cho Ngọc Anh, nó vô tội mà. Tôi không ngờ ông lại tuyệt tình đến như vậy. Trước giờ tôi vẫn như vậy, chẳng qua bà chưa biết đó thôi. Công việc của tôi cũng đủ căng thẳng rồi, nếu không nghĩ tình bà sống mười mấy năm trong cái nhà này thì chuyện tán tận của con gái bà đủ tôi đuổi bà ra khỏi nhà rồi. Với tôi á, vợ có thể không có, nhưng danh dự là phải trên hết, bất cứ ai cũng không có quyền làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Chị thích không? Thích thích. Em thấy cái này mà chị đeo vô á là đẹp ơi là đẹp luôn. Chị mà đeo sợi dây này đi hẹn hò với anh Tám là anh Tám thích mê. Vậy á hả? Ừ. Em cho chị hả? Ừ. Cảm ơn em nha. Mà thôi, cô cho đồ tôi hoài à, tôi ngại lắm. Đâu có gì đâu, chị cứ nhận đi cho em vui. Ừ. Cảm ơn nghe. Dây đẹp quá à. Em thấy tâm trạng của chị đang vui, chắc là chuyện hai người cũng đang vui vẻ lắm đúng không? Trời, cô, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Cũng nhờ cô tạo cơ hội cho tôi có một ngày vô cùng lãng mạn, vô cùng tuyệt vời. Trời, tôi có cảm tưởng như tôi là một nàng công chúa, còn chàng là một hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích gì đó. Chị thấy vui là em cũng vui mà. Chị Mỹ Nữ, nhà mình đang thiếu một người làm giường đúng không? Đâu có. Có chồng chị làm rồi. Hả? Chị có chồng rồi? Anh Tám đó. Trời ơi, vậy là hai người hẹn ước với nhau là vợ chồng rồi. Em chúc mừng chị nha. Nhưng mà em thấy giường nhà mình rộng lớn quá à. Mà chị cũng nên dùng cái quyền quản gia của mình
để giảm bớt công việc lại cho chồng chị đi. Em thấy anh Tám anh tội nghiệp lắm, anh phải làm nhiều việc quá, làm gì còn sức mà yêu với đương với chị nữa. Ờ ha, cô mà không nhắc tôi cũng không nghĩ ra nữa đó. Đúng, đúng là cần một người làm giường. Chị nữ, em có quen với một chú này, là ba của người bạn thân em. Bạn của em mất rồi, hoàn cảnh của ông đáng thương lắm, không còn vợ con mà cũng không có bà con thân thích gì luôn. Chị có thể xin với bác gái nhận ông vô làm giường nhà mình được không? Được, được. Tưởng chuyện gì, cái đó chuyện nhỏ, nằm trong tầm tay của nữ. Thiệt hả chị nữ? Ừ. Vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Có gì đâu. Chị phải công nhận, chị vừa đẹp người mà vừa đẹp nết, thương người hết biết vậy đó. Ghét không? Chị được cái đó đúng không? Chị đeo thử cho coi đẹp không? Đeo giùm chị, đeo giùm chị đi. Dạ. Con cầm đũa vậy sao con gấp được? Con gấp thấp xuống vậy nè. Đó, đó, như vậy con mới dạ, ăn được. Dạ, con không có quen bà ơi. Con không quen hả? Thôi, để bà đút cho con ăn dạ, nha. Dạ thôi bà, để con tự ăn được rồi. Con quen ăn một mình rồi. Nhưng mà bà con hay la, nói con phải nghe lời bà. Trời, con thiệt là giỏi quá. Thấy không, con tự ăn một mình là giỏi rồi. Bà ơi, khi nào ba con mới về vậy bà? Con muốn gọi điện cho ba con quá à. Con muốn gọi điện cho ba con hả? Dạ. Ngồi khoan nha, để bà bấm số cho con nha. Nè, nghe đi con. Bà ơi, nhưng mà ba con không nghe máy bà ơi. Vậy là chắc ba con đang bận nên không nghe máy đó. Vậy là ba con không dẫn con đi chơi được rồi. Thôi, để bà dẫn con về nhà bà chơi nha. Nhà bà có trồng nhiều hoa quả nè, đẹp lắm, chắc chắn là con sẽ thích. Dạ, con thích lắm bà. Thích phải không? Dạ. Rồi, bây giờ bí mật nha. Dạ. Hai bà cháu mình biết thôi, con không có được nói cho ba con biết nghe. Dạ. Chắc nghe. Dạ. Rồi, bây giờ bà đút cho con ăn, ăn nhanh rồi bà dẫn con đi chơi nghe. Dạ. Nè, ăn nè, giỏi lắm. Bà chủ. Nè. Hả? Cởi giày ra. Nhìn gì? Tôi là người nhà. Bà chủ. Gỡ nón ra. Dạ bà chủ, đây là người xin vô làm giường cho gia đình mình đó bà chủ. Hồi sáng con có thưa với bà rồi. Bây giờ con đưa chú Bách về đến gặp bà chủ. Trước đây chú làm gì? Tôi cũng phụ buôn bán cho người ta. Vậy chú đã từng làm giường chưa? Dạ, dạ chưa. Dạ, dạ bà chủ, chú không biết làm giường nhưng mà chú biết chăm sóc cây kiển đó bà chủ. Dạ phải, tôi cũng có biết một chút đỉnh chăm sóc cây. Mấy cái chuyện này dễ ợp mà, tôi nhìn qua là biết liền à. Liệu chú có đảm đương được hay không? Trong vườn nhà tôi toàn cây kiển đắt tiền không à. Chú không chăm sóc cho tốt, hư hết cây kiển của tôi thì sao? Dạ thưa bà chủ, dù sao á, trong vườn nhà mình cũng còn có anh Tám á bà chủ. Có gì á, con nói với anh Tám hướng dẫn cho ổng cho. Bà chủ yên tâm đi. Với lại á, hoàn cảnh chú Bách này nè, đáng thương lắm bà chủ. Coi như bà chủ làm phước đi. Còn hơn xây mấy cái chùa đó bà chủ. Được rồi, để chú thử việc một tháng đi, làm được việc rồi tính sao. Dạ.
Cảm ơn bà chủ. Bà ta lâu ngày vẫn còn cái vẻ sang chảnh như hồi xưa, khó ưa vậy sao còn Ngọc Anh chịu nổi chứ. Tất nhiên bà không biết rồi, nhưng tôi thì biết quá rõ về bà, nhất là thằng chồng xảo quyệt của bà đó. Còn đứng đó làm gì nữa? Nè, ông nhất định phải ở đây sao? Ba đã bàn tính với con hết rồi, con đừng nghĩ tới nghĩ lui làm gì nữa. Nhưng mà tôi lo lắm, ông Hải sẽ biết mặt ông đó. Cũng 12 năm rồi, trừ khi nhắc đến thì ông ta còn nhìn ra. Ngày đó ông ta chỉ gặp ba loáng thoáng có vài lần, toàn là chú ý tới mẹ con mà thôi. Mà nè, con nhìn ba đi, con còn nhìn không ra, huống chi là ổng. Nè, hơn nữa ba làm sau giường, ít khi giáp mặt với ổng lắm, đừng có lo. Nhưng mà... Nè, yên tâm đi, ba không làm gì hại con đâu. Mà ngược lại, ba sẽ đòi lại cho con gái của ba những gì mà con muốn. Sao vậy? Dạ thưa cậu mợ mới về. Chú là ai? Dạ tôi là người làm giường, bà chủ mới nhận vô làm. Vậy hả? Vậy chú ra đằng sau phụ với chị nữ đem hành lý vô cho tôi nha. Dạ. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tại vì tôi nhìn thấy cô hơi quen quen, chắc tôi đã lầm, xin lỗi cô. Có chuyện gì sao? Con chào ba mẹ. Ừ con. Ừ. Dạ để con. Thưa ba mẹ con mới về. Ừ. Ừ. Công việc sao rồi con? Dạ thưa ba, con thấy là chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về công ty Tiến Phát bà. Ừ. Theo con thấy thì đây là một công ty tiềm năng, có sự phát triển lâu dài. Nếu như Gia Hưng chúng ta bỏ qua cơ hội hợp tác lần này sẽ là một tổn thất lớn. Đây là kinh doanh chứ không phải là trò chơi. Nếu như không tìm hiểu kỹ, lỡ xảy ra chuyện gì, cô có biết là công ty mình bị thiệt hại bao nhiêu không? Tôi đã nói, chẳng qua là anh đa nghi thôi. Theo như yêu cầu của Tiến Phát, thì họ sẽ đặt một lượng lớn hàng. Gia Hưng sẽ cung cấp trong vòng một năm và sẽ ứng trước 50% hợp đồng. Con nghĩ đây là một thiện ý mà khó có đối tác nào có được. Con đã tiếp xúc và tìm hiểu rồi á, mẹ tán thành ý kiến của con. Con biết không, Tiến Phát chính là mối làm ăn có lợi cho chúng ta đó. Không ở đâu ai cho không ai một món hời như vậy. Theo tôi thấy, thằng Bảo nó nói không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Chúng ta không nên quá coi thường chuyện này. Ông à, nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này sao đây? Ông nên biết rằng hiện tại Gia Hưng của chúng ta cần những mối làm ăn như vậy để công ty chúng ta vực dậy chứ. Thôi thì chúng ta chờ các cổ đông cho ý kiến rồi quyết định cũng được. Ý kiến các anh thế nào? Chúng ta có nên hợp tác với bên Tiến Phát không? Theo tôi thấy thì chuyện hợp tác không có vấn đề gì. Vì trước đây chúng ta cũng đã từng hợp tác với các công ty khác và họ cũng đưa ra các điều kiện có lợi vậy rồi.
Đúng đó. Hơn nữa, sản phẩm trà sâm dứa lần này của chúng ta khá lạ. Chắc chắn sẽ hấp dẫn người tiêu dùng. Nếu mà muốn kinh doanh, buộc phải đưa ra điều kiện có lợi cho chúng ta. Tôi cũng thấy là lần này chúng ta nên hợp tác với Tiến Phát để đảm bảo đầu ra cho việc sản xuất của chúng ta được ổn định. Vậy là các anh đồng ý hợp tác với bên Tiến Phát rồi phải không? Tất cả các cổ đông đã đồng ý rồi. Chắc là anh không phản đối chứ? Ủa, cô, sao chị cứ mặc hoài bộ đồ này? Tại hồi nãy á, cái anh Tám á, ảnh khen tôi mặc bộ đồ này nhìn y như nữ hoàng á. À, chị Mỹ Nữ, mọi người ở trong nhà đi đâu hết trơn rồi? Không phải là anh Bảo về rồi sao? Trời ơi, riết rồi cái nhà này á, y như nhà chết chủ gì đó. Ai đi đâu về đâu, cũng chớ hề nói tôi một tiếng nữa. Tôi có thấy cậu Bảo với Mợ Hân về rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi đi đâu nữa rồi? Đi đâu? Tôi không biết nữa, chắc đi ăn nhà hàng quá à. Xin chào. Chào anh. Chào anh. Chào. Chào cô. Xin lỗi, cô đây là... À, đây là mẹ chồng tôi. Bà sẽ thay mặt tổng giám đốc để ký kết hợp đồng với anh. Chào cô. Hân hạnh. Hân hạnh biết cô. Mời anh ngồi. Mời ngồi. Dạ, mẹ để con. Mời dùng nước. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ, chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi ký xong hợp đồng, tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi. Dạ. Dạ. Tôi cũng mong lần đầu tiên hợp tác giữa chúng ta thuận lợi để tiếp tục hợp tác dài lâu. Dạ. Chúc cho hợp đồng của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi cũng mong sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác suôn sẻ với nhau. Chúc cho sản phẩm lần này của chúng ta được người tiêu dùng yêu thích. Mời anh dùng trà. Xong việc rồi, mẹ về trước nha tụi con. Dạ. Để con ra kêu tài xế đưa mẹ về. Chào anh. Chào anh. Chào, dạ, cậu. Cảm ơn thành ý của cô đối với việc hợp tác với công ty chúng tôi. Có gì đâu phải cảm ơn. Việc hợp tác này cũng có lợi cho gia hưng của chúng tôi mà. Nhưng nói thì nói vậy thôi, nhưng nếu không có cô Hân lên tiếng nói giúp ấy, thì chưa chắc gì hợp đồng hôm nay được ký kết nhanh chóng như vậy. Tôi thấy cậu Bảo dường như không được vui. Hai người đó nói gì với nhau vậy? Ông, nhà máy mình xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là ba chuyện mấy đứa công nhân gây ồn ào thôi. Đâu có gì đâu. Hợp đồng thế nào rồi con? Dạ, đã ký hết rồi ba. Vậy là ông có thể yên tâm cho sản phẩm trà sắp ra mắt của chúng ta rồi. Đáng lý ra con không muốn nói, vì chuyện đã qua rồi. Mà con thấy ba mẹ đã quá vội vàng khi đã đặt bút ký hợp đồng với công ty Tiến Phát. Mẹ thấy trong hợp đồng á, không có điều gì bất hợp lý hết trơn á. Mà mẹ thấy phía cổ đông họ cũng tán thành rồi. Nè, con cho mẹ một lý do để từ chối được không? Cái vấn đề là nằm ở anh giám đốc và Nhã Hân. Sao con lại nói vậy? Con Hân với cậu giám đốc đó sao? Ờ...
Dạ, con chào ba mẹ. Con xin phép tối nay con ra ngoài ăn với bạn. Con đi đi. Lâu lâu cũng nên ra ngoài cho thư giãn, chứ suốt ngày vùi đầu vào công việc không có tốt đâu con. Dạ, vậy con xin phép. Con xin phép ba mẹ nha. Nhá. Nhá thôi. Cô đứng lại coi. Cô không nghe tôi kêu hả? Nè, người bạn mà cô hẹn có phải là gã giám đốc kia không? Nếu đúng thì sao? Tôi và anh ấy cũng có quyền làm bạn được mà. Bạn bè thật là giả tạo. Anh sao vậy? Khi không lại kiếm chuyện với tôi. Tôi không có hơi đâu kiếm chuyện với cô. Chỉ là tôi không muốn cô sống trong nhà của tôi, mà cô coi ba mẹ tôi, cô tôi giống như là trò hề của cô vậy. Tôi thì sao? Ba mẹ tôi không biết cho nên tin tưởng cô. Còn tôi thì không. Tôi cảnh cáo cho cô với gã đó biết, đừng để tôi phát hiện ra điều gì gian dối giữa hai người. Nếu không cả hai không được yên đâu. Sao lúc nào anh cũng nghi ngờ việc hợp tác quá vậy? Nếu có bản lĩnh thì tìm ra bằng chứng chứng minh trước khi lên án người khác đi. Hiện tại anh đang thất bại đó. Hợp đồng đã được ký kết rồi. Cô, mà nếu nói là có vấn đề gian dối thì ba mẹ anh và cả hội đồng cổ đông đã nhận ra rồi. Không tới lượt anh phải nghi vấn. Con chào cô. Cô ngồi đi. Ủa, ai đây vậy? Đây là con gái của tôi, bé tên là Hoa My. Vậy cô hân chào bé My nha. Dạ, cô ơi, ăn cơm xong cô với ba dắt con đi chơi phải không cô? Cô sẽ dẫn con đi chơi đúng không cô? Khang hô, vậy là được đi chơi rồi. Vui quá, con cảm ơn cô. Từ lúc tôi lên đây tới giờ tôi chưa có dịp dẫn con bé đi chơi. Hôm nay mới được thảnh thơi đưa con bé đi. Cũng may là cô đồng ý. Chứ có hai cha con tôi đi với nhau cũng buồn lắm. Con bé thật đáng yêu và thông minh. Nhìn nó, ai cũng sẽ yêu mến thôi. Niềm vui duy nhất của tôi bây giờ chính là con bé. Ba ơi, mình kêu về anh đi ba, con đói bụng rồi. Con chọn món trong thực đơn nha. Con chọn món đi. Cô cũng chọn đi. Con ăn dạ, cái này nha ba. Cái này hả? Ba biết món con thích. Đây. Món này nè. Đâu món nào ta? Mất tiêu rồi. Muối ớt. Thôi. Con chọn đi. Không ngờ một người đàn ông thành đạt như vậy nhưng lại hết mực yêu thương, chiều chuộng con gái mình. Có lẽ cô ta nói đúng. Mình không chứng tỏ được điều gì. Hơn nữa, đó cũng chỉ là những nghi vấn của mình. Nó không thể là bằng chứng để cho ba mẹ tin. Mà tin điều gì chứ? Tính cách thất thường của cô ta sao lại có thể bị cuốn theo gã giám đốc kia? Không phải cô ta luôn du thủy với mối tình trong quá khứ hay sao? Nhưng mà từ khi gã này xuất hiện thì cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Sao mình phải nghi ngờ nhiều như vậy chứ? Điều đó rõ ràng là tốt mà. Cô ta sẽ quên đi mối hận cũ, sẽ không còn cản trở mình nhìn cùng anh nữa. Nhưng mà mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy hay không? Hay đó tiếp tục là một đòn trả thù nào nữa? Sao mình vẫn cảm thấy bất an ở đâu đó? Cô đừng có nghĩ... Là em mà. Là em hả?
Anh đang nghĩ gì mà thừa người ra vậy? À, không có gì. À, mà trễ rồi sao em chưa chịu ngủ? Em đợi anh. Anh không nhớ em hả? Chắc là anh quên sự có mặt của em trong nhà này rồi đúng không? Quên sao được mà quên? Sao mà không nhớ chứ? Anh xin lỗi, hôm nay anh về rồi vội vàng lên công ty, cho nên là không có thời gian đi gặp em. Sao anh ngồi đây một mình vậy? À... có phải anh đang chờ Nhã Hân đúng không? Tối nay Nhã Hân ra ngoài một mình, anh đang lo lắng cho cô ấy, phải vậy không? Không phải như vậy, em đừng có hiểu lầm. Anh không hề lo lắng cho cô ấy, chỉ là... càng lúc anh càng xa em. Là vì sao? Em cảm nhận được mà. Vì sao vậy Gia Bảo? Nếu đã như vậy, anh níu giữ em ở đây làm gì? Để em chứng kiến những chuyện đau lòng. Không phải là anh đã giải thích với em từ trước khi vào Sài Gòn rồi sao? Anh đã có rất nhiều những nghi vấn về Nhã Hân và gã giám đốc đó. Tất cả không ngoài mục đích rõ ràng và làm sáng tỏ mọi chuyện. Em phải tin anh chứ. Nhưng mà em... anh chỉ yêu một mình em thôi. Trước đây, bây giờ và mãi mãi. Không phải là chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này hay sao? Có đúng như vậy không? Và hơn hết là chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ bởi những suy nghĩ dễ dàng khiến chúng mình bị chi phối. Mình thật không nghĩ có sự tồn tại của Ngọc Anh trong căn nhà. Anh xin lỗi em. Anh sẽ không để những chuyện về Nhã Hân ảnh hưởng tới chúng ta nữa đâu. Nhất là lúc này, em cần được yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Anh không thể che giấu được em và mới quan tâm với Nhã Hân. Hay chính bản thân anh cũng không nhận ra điều này. Em phải làm mọi cách để thức tỉnh anh, không để anh cuốn vào cuộc sống của Nhã Hân nữa. Xin lỗi cô nha, cô tới chơi mà để cô đợi lâu quá. Không sao, bé Mi ngủ rồi hả anh? Ờ, con bé nó mới vừa ngủ. Vợ anh rất xinh đẹp, gương mặt chị ấy rất là phúc hậu, hèn chi lại được anh hết lòng yêu thương chung thủy như vậy. Vậy anh sống ở đây một mình với con gái hả? Có người giúp việc nữa, nhưng dì ấy về nhà sau khi xong việc. Từ khi tôi bận, dì ấy mới ở lại chăm sóc cho con bé. Với một điều kiện tốt như anh, lẽ ra anh phải tìm được một mái ấm bên một người vợ mới. Nhưng sao anh lại không... Nè, tôi nói cho cô biết nha, không phải ai cũng có thể sống vô tình vô nghĩa, chống yêu và chống quên để tìm một hạnh phúc mới như vậy. Tôi rất ghét những người vinh danh cho tình yêu chung thủy, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là kẻ ích kỷ mà thôi. Xin lỗi cô, tôi không tự chủ được cảm xúc của mình. Tôi là vậy đó. Đối với những ai sống không chung thủy với tình yêu, tôi đều khinh ghét. Không đâu, ngược lại, tôi thấy khâm phục và kính trọng anh nhiều hơn. Ông Bách ơi, trời ơi, cái thằng cha này kêu trả tưới dùm mấy cái cây ở khu này mà sao vợ khu ra trả đâu rồi trời.
Trời đất ơi. Cậu Bách dậy để ngủ vô coi. Nhờ ông tưới mấy cái cây mà 12 giờ này còn ngủ hả? Đà mẹ mày. Gì? Gì? Ủa cái này là vườn của ông hả? Tôi kêu ông là ông làm ơn tưới giùm tôi mấy cây xung quanh này. Ông không tưới để cho nó khô rang khô ráo hết trơn hết trội. Bây giờ ông nằm ngủ là sao? Tôi nói ông biết nha. Ông mà làm biến ha, tôi báo ông chủ một cái ha, là ông bị đuổi ngay tức thì á. Thằng Tép Riêu, mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao? Để rồi coi, một ngày không xa mày sẽ phải phục tùng dạ thư cầu cạnh với dân tao thôi. Ông bị gì vậy? Ông Bách, ông làm gì vậy? Nè. Hả? Thông cảm cho tôi một chút. Không phải tôi làm biến, tại tôi già rồi, tối hay mất ngủ, sáng không đủ sức, cho nên ngó qua ngó lại không thấy ai, chui vô đây ngủ một chút. Mất ngủ là tại vì tôi nghiên cứu tướng số à. Không mà ông ơi, ông tào lao quá. Ông nhìn coi xung quanh cái vườn này có tôi với ông. Hả? Gì vậy? Nói thiệt nha. À. Tướng chú coi bộ sắp sửa làm giàu rồi đó. Thấy tôi bỏ áo trong quần là ông nói tôi có số làm giàu hả? Đâu như ông tôi cũng đoán được luôn. Không có phải, chú ngồi xuống đây tôi nói cho chú nghe. Sao? Tôi nói thiệt cho chú biết nghe. Tôi đi theo học sư phụ cũng được một năm rồi, ít ra cũng biết được chút chút. Không tin phải không? Đưa tay đây, tôi coi cho. Wow. Công nhận số đỏ được tiền tài à nha. Được tiền tài thấy nó dài chưa? Có nghĩa là tiền tài vô như nước. Chẳng qua chưa có gặp thời thôi. Vậy hả? Ông cô cũng đúng ha. Cái thường chứ ta sao? Nói là nam tả nữ hữu á. Là phải coi tay trái nè. Cái đó người ta coi bói, còn tôi là tôi coi tướng. Tay nào cũng coi được hết trơn á. Nhất là cái mặt của cậu á. Mặt tôi hả? Tôi nghĩ lại cũng đúng ta. Chứ tôi nói thiệt nha, tôi cũng là một thời. Trời ơi, cỡ mà Long Tứ thần bại á. Ngang ngửa với tôi. Mà nói thiệt nha, ông nói đúng á. Tôi chưa tới thời hay sao á. Cho nên là không giữ được tiền, quýnh đâu là bãi đó. Thì đó. Ông bà già thấy cái mặt tôi ghét quá, đuổi ra khỏi nhà. Tôi quê quá, bỏ lên đây mừng ăn làm lại cuộc đời luôn. Nè, vậy bữa nào cậu đi chơi cho tôi ké, lấy hên nha. Số của cậu đang đỏ, đừng có dại mà bỏ qua cơ hội làm giàu, biết chưa? Mẹ tới đưa cho con ít đồ rồi mẹ phải về liền. Dường ai cấm đoán mẹ đến mức như vậy sao mẹ? Con sẽ tìm cơ hội lo lắng cho mẹ. Con không để cho mẹ chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu. Bây giờ mẹ cảm thấy ê chề lắm, nhưng giờ rời khỏi nhà đó lúc này lại càng thấy ê chề hơn. Chưa kể là ba con cứ làm phiền mẹ con mình. Mẹ yên tâm đi, con đã đưa ba về Gia Hưng rồi. Con nói gì? Sao con lại đưa ổng về Gia Hưng? Lỡ như ổng gây chuyện thì sao con? Ba đã kể cho con nghe tất cả mọi chuyện về quá khứ, về ông Hải và Dượng. Sự thật có phải như vậy không mẹ? Chuyện này mẹ cũng không biết nữa. Nhưng nếu đó là sự thật thì chính mẹ đây cũng là nạn nhân. Con nghĩ chuyện này có thật, chứ không tự dưng mà ba quay về như vậy. Và ông lại ôm lòng oán hận với con người của Dượng, uy quyền và độc đoán như vậy, thì điều gì mà có thể làm khó được ổng chứ. Còn ông Hải, con về đó không bao lâu nhưng cũng biết ít nhiều. Bác ấy trầm tính nhưng mà không đơn giản. Nhưng ba cũng hứa với con rồi, ba sẽ giúp con để con có được chỗ đứng trong Gia hơn. Con à, con đừng nên quá tin vào ba con như vậy. Lúc này con không có một sự lựa chọn nào khác đâu mẹ. Con nghĩ là ba thương con, ba sẽ không hại con đâu. Con sẽ biết bảo vệ mình mà, mẹ yên tâm nha.
cứ bắt bà phải chăm sóc cho tôi từng ly từng tí như vậy. Tôi áy náy lắm. Tôi với ông vợ chồng bao lâu nay, ông còn có sáo nói tôi vậy là sao? Lo mà tịnh dưỡng cho mau hết bệnh để tôi yên lòng đây nè. Mà tôi thấy bệnh của ông mấy hôm nay trở nặng hơn. Nếu thấy không ổn thì đến bệnh viện để bác sĩ người ta theo dõi thường xuyên để mình yên tâm hơn. Ba, ba thấy trong người sao rồi? Con nghe nói sáng nay ba ăn rất là ít. Ba không sao, con không cần lo lắng cho ba. Ba nghỉ về hôm rồi ba sẽ tới công ty. Cái gì vậy? Bệnh vậy không lo nghỉ việc mà còn đến công ty làm gì? Dẹp hết đi, dẹp hết công việc đi, lo mà dưỡng bệnh. Đâu có được, nông trại đang vào mùa, tôi không lo không được. Bao nhiêu là việc để cho một mình nó lo, tôi có nằm đây cũng không yên tâm. Trời ơi nè ông à. Không sao đâu, ba cứ yên tâm đi. Việc công ty ba cứ giao hết cho con. Con thấy ba đừng có lo lắng nữa, ba hãy tình dưỡng cho khỏe đi. Ba cũng đỡ rồi, ba có thể lo công việc được. Con với mẹ con cứ làm quá lên à. Ông à, không phải ông nói với tôi để cho con nó quen dần với việc gánh vác gia hơn hay sao? Bây giờ sức khỏe của ông là trên hết, ông lo dưỡng bệnh đi nha. Mẹ con nói đúng đó ba, sức khỏe của ba bây giờ là quan trọng nhất. Ba cứ nghỉ ngơi đi. Con hứa với ba, con sẽ lo mọi chuyện ở công ty và nông trại thật là tốt. Con đã lên tiếng hứa rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi đi ha. Con cầm đũa là con cầm sát như vậy nè. Đó, mới gấp được biết chưa. Con ăn nhanh lên đi, để bà qua còn đưa con đi học nữa nha. Ba ơi, khi nào mình mới gặp lại cô Hân vậy ba? Con thích cô Hân lắm hả? Chỉ có cô Hân mới về nhà mình chơi được thôi. Ba không bao giờ cho con đi ăn với đi chơi đâu hết á. Ngày nào đi học về con cũng chỉ gặp mình bà thôi à. Buồn lắm. Nhà bạn của con á, ai cũng tới chơi đông lắm, đâu có như nhà mình đâu ba. Bé My. Dạ. Bé My ở nhà chơi với bà ha, bà sẽ tìm nhiều trò chơi cho con chơi vui lắm ha. Cậu cứ yên tâm lo công việc đi, ở nhà có tôi lo rồi. Cảm ơn dì. Cậu đừng có nói như vậy, tôi làm mọi việc ở đây á là không phải vì cậu mà. Dì, tôi hiểu mà dì. Tôi nói cho cô biết kìa, không phải ai cũng có thể sống vô tình vô nghĩa, chống yêu và chống quên để tìm một hạnh phúc mới như vậy. Nè, tôi rất ghét những người vinh danh cho tình yêu chung thủy, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là kẻ ích kỷ mà thôi. Trong ý của anh ấy nói, có gì đó sâu xa, ám chỉ điều gì thì phải. Mà thật lạ, không hiểu sao mình cứ nghĩ và cứ muốn tìm hiểu về cuộc sống của anh ta vậy. Hay chỉ vì anh ta có nhiều điểm giống với anh Khôi. Cô Hân ơi, có văn bản cần giám đốc ký, nhưng mà giám đốc không có ở đây. Em gọi điện thoại nhưng mà không được. À, anh Bảo hiện đang lo công việc ở nông trại rồi, cứ đưa cho tôi, tôi sẽ giao cho anh ấy ký. Chị đi đi. Dạ mẹ. Con tới nông trại gặp anh Bảo cho nên về trễ. Ba mẹ cứ ăn cơm trước, đừng chờ con về. Con đúng là chu đáo, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến ba mẹ. Chứ không như thằng Bảo, đi hay về cũng toàn là mẹ gọi, chứ có bao giờ nó biết gọi về thông báo đâu. Mẹ biết rồi, con với anh Bảo á, đừng mê công việc quá rồi bỏ cơm nước nha ông con. Dạ. Ừ, như vậy nha con. Dạ, dạ con chào mẹ.
Sao cô biết tôi tới mà ra tận đây đón gì? Hôm nay anh ghé qua nhà máy, chắc có chuyện muốn bàn hả? Không phải, tôi tới là để mời cô đi ăn cơm thôi. Con gái tôi dạo này nó hay nhắc tới cô. Con bé muốn gặp cô lắm. Tôi cũng rất thích con bé, đang định là dịp nào đó sẽ ghé thăm con bé. Nhưng hôm nay thì không được rồi. Hôm nay cô bận hả? Tôi có việc phải đến nông trại gặp anh Bảo. Bây giờ tôi đang định qua đó nè. Tôi có thời gian, hay là tôi đưa cô đi nha? Tôi e là không tiện. Có phải là cô sợ cậu Bảo hiểu lầm không? Có rất nhiều vấn đề tôi không tiện nói. Cảm ơn anh vì lời mời, nhưng rất tiếc tôi phải từ chối. Tôi xin phép. Chào anh. Chào cô.